Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn. Đố các bạn Happy đang ở đâu nè? Bùm, đây là nhà mới của Happy nè, các bạn thấy chưa? Trời ơi, xịn chưa? Này là nhà mới của Happy đó. Happy mới mua, Happy để dành tiền đó các bạn ơi. Happy để dành kim cương chứ là để dành tiền để Happy mua cái nhà này đó. Kim cương có thể đổi ra tiền luôn. Đã chưa? Đây là cái bếp của Happy. Đó. Cái chỗ này để cho mấy cái bạn vô chơi cái ngồi chơi này các bạn ơi. Happy để hơi bị nhiều ghế luôn đó các bạn. Đó, đã chưa? Còn đây là cái phòng chơi, cái phòng coffee. Các bạn ơi, thì đây là nhà của bạn của Happy này các bạn ơi. Trời ơi, Happy vừa đi qua luôn. Đó, Happy sẽ cho sao bạn này. Trời ơi, nhà bạn này cũng xịn đó chứ, có cá nữa. Happy thích nhất là con rùa các bạn. Con rùa rất là dễ thương luôn nè. Ở đây là chỗ gì đây? Phòng tâm linh luôn, trời ơi, thấy ghê quá. Thôi đi ra chỗ khác. Trời ơi, phòng làm việc, phòng ngủ. Trời ơi, đã chưa, có cái chỗ làm việc nữa nè, nhưng mà không có để cá. Happy khoe cá, ở quên đi, bán cá Happy bán hết rồi. Các bạn còn vô chơi nữa kìa. Đây là cái phòng gì á, Happy không biết. Các bạn ơi, thôi bây giờ Happy sẽ đi về nhà, Happy mở tiệc nha. Bùm. Đó, Happy đã mở tiệc rồi nè, đã chưa, trời ơi. Đây là nhà của Happy mà Happy còn chưa giới thiệu hết nữa nè. Rồi, tiếp theo qua cái phòng này thì cái phòng ngủ của Happy á, Happy không có biết trang trí cái gì luôn. Nói chung là rất là nhiều phòng ngủ, một phòng ngủ ở đây. Rồi thêm một cái phòng ngủ ở trên lầu. Cái phòng ngủ nhìn nó rất là bừa bộn luôn các bạn ơi. Còn bên kia các bạn thấy không? Đó, đây Happy cho các bạn xem nè. Các bạn thấy cái đó không? Rồi các bạn thấy đã chưa? Đó là cái gọi là cái phòng ngủ. Mà cái phòng đó là cái phòng mà Happy thích nhất luôn á các bạn ơi. Trời ơi, mấy bạn lại tiêm cho Happy. Happy cảm ơn mấy bạn nha. Đời, nhưng mà Happy thích cái tủ trắng ở bên kia hơn. Không sao hết. Rồi đây, nhà vệ sinh của Happy. Đó, đã chưa các bạn ơi. Đây, nhà vệ sinh nè. Rất là dễ thương luôn. Đó, chỗ tắm đấy, mà có ai vô á thì cũng đâu thấy mình tắm đâu. Đó, còn cái chỗ này để khăn và để bồn rửa mặt. Còn đây là cái kệ chứa đồ, mặc đồ vô. Đó, xịn chưa, đồ đen xịn. Đồ đen xì lì luôn các bạn ơi. Thôi mặc lại đồ này nhìn cho nó đẹp ha các bạn. Rồi thì ai cũng biết đây là cái bồn cầu rồi đúng không? Mà Happy để nó cứ lộ sao. Trời ơi, nhìn này nó hở nguyên một bước luôn. Happy để cái đèn cái bên đựng cho nó sáng chứ. Happy giỡn thôi chứ thật ra Happy kiểu như là để gì nè, y như là nhấn vô lấy nước, nhưng mà thật ra cái bình này nó không có nước. Đó, thấy chưa, đã chưa. Happy làm mấy cái mà không hiểu luôn. Và các bạn ơi, các bạn có thích ngôi nhà của Happy không nè? Trời ơi, đã chưa? Happy muốn có nhiều sao các bạn ơi. Ui, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn. Trời ơi, mấy cái bạn này cho Happy sao quá chừng luôn. Happy cảm ơn. Huyết nhảy lên đây. Trời ơi, nhảy lên không nổi. Lùn quá. Mà các bạn ơi, các bạn có thích ngôi nhà của Happy không nè các bạn ơi? Ủa, có bạn đó nè. Trời ơi, nhiều chưa? Có 1, 2, 3 bạn vô à. Maybe nữa là 4 bạn vô. Ừ, có đúng 4 người vô các bạn ơi. Có khi á mà Happy đi với Happy không có khóa. Mấy bạn nó đi vô luôn. Thấy nhà Happy đẹp quá. Đó, chưa, đã chưa. Đây là trong bộ đồ của Happy nè. Đó, đây là mấy cái bộ đồ của Happy nè. Đã chưa các bạn ơi. Rất là dễ thương luôn nè. Ui, mấy cái này là mấy cái hành động của Happy. Đây, Happy làm cái nó được nhận hành động. Ui, bạn này hành động nhìn mắc cười đi chứ. Làm cái hành động gì á? Làm cái đưa vậy đó. Rồi, bây giờ Happy sẽ làm cái hành động này. Đó, đó, Happy mới nhận luôn á. Mà thôi, bây giờ Happy sẽ chỉnh cái này lại nha các bạn ơi. Happy nên Happy sẽ kết thúc tiệc. Rồi Happy kết thúc tiệc xong, Happy chỉnh cái này là giữa hồi lúc mà chơi xong, cái Happy làm chơi xong buông cái bẹt qua một bên luôn. Trời ơi, nó rất là xấu. Mà Happy sẽ cũng sửa lại cái bồn cầu nữa. Bồn cầu nó mắc cười đó. Xích vô, không xích vô không được. Thôi kệ đi, Happy không xích vô được. Xích vô thì nó bị dướng vô cái tế tường nên nó hơi bị xấu. Và các bạn biết gì không? Happy đang để dành tiền đó.
dành tiền để mua xe đó các bạn ơi. Hiện tại thì Happy ít tiền đó các bạn, Happy còn có 7 kim cương chưa có đủ tiền để mua đổi ra tiền các bạn. Không sao các bạn ơi, vậy cũng được nè. Đó, còn cái chỗ này là gọi là cái chỗ để mình làm á, mình xách đồ ăn hay gì đó. Rất là đã luôn. Các bạn thấy Happy làm có tâm không? Mà làm như cái ngôi nhà mới chịu nha. Happy thích vậy đó chứ Happy không có thích gọi là trang trí lung tung ở đây nè. Thôi xong bây giờ Happy sẽ đi vô đây. À quên, chỗ này giới thiệu rồi. Còn cái chỗ này gọi là cái gầm cầu thang chứ không phải là cái gầm cầu. Đó, thôi bây giờ Happy sẽ coi có được nhận cái gì không nha. Trời ơi, không có nhận tiền. Wow các bạn ơi, ở đây mình có thể nhận mấy cái này nè, nhưng mà Happy không có kim cương. Các bạn thấy kim cương của Happy không? Có chút. Nên bây giờ Happy sẽ đi mở hộp nha. Happy sẽ để dành cho nhiều vô và Happy sẽ mở hộp dịch nha. Hiện tại thì các bạn thấy cái gì chưa? Biết cái gì chưa? Các bạn muốn thấy bộ đồ của Happy không? Nhìn nè, xịn chưa? Dò, thấy Happy hay chưa? Có đậu con vịt luôn nè. Thì Happy có mở hộp con vịt. Đừng Happy lấy tiền đó các bạn ơi, Happy để dành tiền. Đừng mua xe, cái Happy nghĩ là nên mua nhà cho các bạn xem vô chơi đúng không? Thôi bây giờ Happy sẽ mở hộp nha. Mong là sẽ ra mấy cái này, mấy cái bộ đồ. Happy muốn full bộ đồ luôn. Thôi mở thôi. 1, 2, 3, boom. Oh my god, mất rất là nhiều lá luôn. Mà có được đúng 2 viên kim cương mà. Trời ơi, buồn ghê chưa. Bạn này làm gì kêu Happy hoài vậy trời. Để Happy đợi cho nó lại cái. Đó, xong. Rồi, bạn này kêu Happy. Các bạn nhìn gì chưa? Thấy cái gì chưa? Bạn nó có cái nón con thỏ luôn. Nguyên cái nón, cái đầu con thỏ. Dễ thương chưa? Happy thích cái đầu đó à. Để bây giờ Happy vô Happy coi. Mà Happy không biết nó ở đâu. Đâu ra cái con Asinomoto này nó leo lên được trên trển luôn. Vậy Happy đứng ở đây mà. Con bé của Happy nó còn dởm lắm. Happy chỉ kêu nó đến đây được thôi. Và các bạn thấy gì không? Happy không có biết ấp bé các bạn ơi. Trời ơi, buồn chưa? Thôi chơi với con Asinomoto thôi là được rồi. Mỗi phòng Happy trang trí một cái màu gọi là khác nhau luôn á. Happy thích màu vàng đen. Ui, cái phòng này hợp với chị Panda này các bạn ơi. Quá hợp với chị Panda luôn. Chị Panda thích màu vàng cho chị Panda màu vàng nè. Đó. Rồi Happy sẽ đi lên này coi. Thì Happy thích màu xanh thì các bạn hiểu rồi đúng không? Bên bển là màu xanh của Happy đó. Rồi. Còn ở đây hả? Ai ngủ thì Happy không biết. Cho mấy bạn fan lên ngủ luôn. Tình chưa? Cho chị mèo ngủ. Đúng rồi, cho chị mèo ngủ. Mỗi lần con bé của Happy nó muốn tắm là biết xong. Happy cất nó vô. Xong Happy đi ra ngoài đây. Nếu như mà Happy lười á thì Happy sẽ để nó trong đó luôn cho nó tự sạch luôn. Tại vì Happy rất là lười. Các bạn đừng có lười giống Happy nha. Thôi lấy con bé ra thôi. Trời ơi, cái bạn này kỳ quá à. Cứ cho con bé nó vô đó luôn. Không cho con bé của Happy vô tắm. Ok, bạn nó đã đi rồi. Nên bây giờ Happy sẽ cho bạn bé của Happy tắm nha. Rồi. Xong. Ok, bé của Happy tắm xong rồi. Hả, cái gì vậy? Tắm xong rồi mà. Trời ơi, cái bạn này kỳ mà không cho bé của Happy tắm luôn. Nên bây giờ Happy sẽ quyết định mua mấy cái này. Và các bạn biết gì không? Nó rất là mắc luôn. Nhưng mà nó thú cưng của Happy. Vậy thú cưng của Happy, Happy sẽ mua cho thú cưng của Happy. Tại vì thú cưng của Happy cũng phải cần cái đó nữa rồi. Mất tiền rồi, buồn quá. Thôi các bạn ơi, bây giờ Happy sẽ đi về nhà nha. Rồi, Happy đã về tới nhà. Thôi Happy sẽ để chỗ đó cho bé Happy đi. Rồi xong. Và cái nệm ngủ. Nệm ngủ của bé. À ha, nệm ngủ của bé sẽ ở trong đây. Ai muốn chơi gì với bé thì sẽ lại đây chơi đó. Ai mà không thích bé thì không có vô, khỏi vô luôn cũng được. Rồi, ôi bé vô đây đi. Xong, bye bye. Em sao em không ở đó đi. Happy đã nhớ ra rồi các bạn ơi. Mình phải mua cái này nè. Các bạn biết cái gì không? Vô đây mua cái miếng này nè. U là trời. Cái miếng này Happy sẽ mua một lần. Happy chơi lớn luôn các bạn ơi. Oh my god, mất rất là nhiều tiền luôn. Trời ơi, mất mấy cái tiền mà Happy để dành mấy lâu nay.
chăng mà thôi. Kệ, vẫn hy sinh luôn. Hy sinh vì bé thôi. Tại vì Happy muốn ấp cho mấy em bé. Rồi mấy em bé vô đây. Em này. Rồi xong em này nữa. Và em này. Rồi cho mấy em này. À, sao lại như vậy? Trời ơi. Đó, Happy sẽ cho mấy cái em này ngủ. Rồi xong cho thêm một em ngủ nữa. Em màu trắng này, đúng rồi, em màu trắng này phải đi ra cho chị cho mấy em này ngủ. Rồi cái em Ashinomoto tội nghiệp quá. Cái một chuồng to như thế này mà chỉ dành được đúng ba con thôi á. U là trời. Hết nói nổi luôn. Làm tốn tiền quá các bạn ơi. Ok, không sao. Ở đây cho em Ashinomoto luôn. Em Ashinomoto vô ngủ. Bây giờ chị sẽ chăm sóc cho em. Rồi đi ra xong đi vô. Có em còn lên được một nhất. Có em còn lên được có một chút à các bạn ơi. Rồi thôi, bây giờ Happy để cho mấy em đó tạm thời trong đó đi. Thôi bây giờ Happy mở tiệc nha. Đó, bữa tiệc của Happy nè các bạn ơi, đã chưa? Xịn liền, Happy mới trang trí thêm, các bạn vô xem đi. Trời, Happy chơi đúng cái buổi mà ít mấy cái bạn vô luôn. Ê, vô ít quá. Thôi vô chuồng đứng. Cái chỗ này chạy vô được luôn. Happy sẽ đợi cho mấy em này ngủ. Happy muốn có nhiều bét các bạn ơi đã. Mà Happy có nhiều bét á, cũng không dắt được một chùm đi. Chỉ dắt được đúng một em. Trời ơi, cảm giác lúc đó trời ơi, mình không có khoe bé được các bạn ơi. Ê, mình chăm sóc bé làm vậy, chừng nào mấy em bé mới xong ta. Chắc Happy đầu tư cho mấy em này thêm nữa cao quá à, các bạn ơi. Để Happy coi còn cái gì, đồ nội thất gì nữa không. Trời ơi, có mấy cái này. Ôi, mấy cái này giàu lắm mới có luôn á bạn ơi. Trời ơi, đã chưa, cưng ghê. Nhưng mà Happy không có. Cái đồ đẩy cần câu nè. Mình có thể tăng giá và bớt giá được. Nhưng mà Happy gặp Happy là Happy không có muốn tăng giá đâu các bạn ơi. Ui, ghế này cũng xịn nè. Nhưng mà biết sao, nhấn một cái thôi là mất. Mất một ngàn, mất rất là nhiều tiền luôn. Oh my god. Mấy cái này Happy có nè. Chắc Happy phải để thêm một bộ nữa quá. Sắm luôn. Rồi xong. Ủa Happy, trời ơi. Trời ơi các bạn ơi, Happy mở tiệc mà Happy không biết luôn. Thôi Happy sẽ dừng tiệc. Trời ơi thiệt chứ, có lương tâm ghê. Mình mở mà mình quên. Ôi là trời. Cái gì vậy các bạn? Oh my god, thú hồn. Happy quẹt á, Happy quẹt sao mà nó bị vậy luôn. Rồi xong rồi, Happy sẽ mặc đồ cho MN canh. Chơi Switch game hả? Chơi Switch game thì Happy sẽ để tóc cho các em này, tóc này nữa. Để cái này. Ê, sao mặc quần rồi xong. Đó, có một bộ đồ Switch game nữa. Rất là dễ thương, rất là cute luôn. Bây giờ Happy chắc sẽ Happy sẽ đi chơi. Các bạn ơi, Happy biết rồi. Hôm nay Happy sẽ ui. Đó, các bạn ơi, Happy muốn mua cái xe đó đó. Nhưng mà bây giờ Happy hết tiền. Không có đủ tiền, các bạn ơi. Rất là buồn. Happy phải cần thêm 2k tiền nữa. Không phải 2k tiền mà nhiều lắm. Các bạn ơi, và Happy cũng đã rất cảm ơn các bạn nha. Vì đã cho Happy thật là nhiều sao luôn nè. Rất là vui luôn á, Happy rất là vui luôn á. Ui mà các bạn ơi, trời tối rồi. Nên bây giờ Happy sẽ đi chơi. Happy sẽ đi chơi nha các bạn ơi nữa. Happy sẽ chơi trúng tiền á các bạn ơi. Nếu mà các bạn muốn cho Happy chơi trúng tiền nữa thì hãy nhớ like và share cho Happy chơi nữa nha. Hôm nay Happy để dành tiền để mua mấy cái món mà cho mấy cái em động vật rồi. Và giờ thì bye bye các bạn nha. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.